Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm qua mình lên con vịt lửa thì trong vòng có 2 tiếng thì con khách đã chốt rồi anh em nhé. Cái clip ngày hôm qua đấy ạ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên clip mới em Bạch Hổ. Bạch Hổ cái đã sinh sản 3 lứa anh em nhé. Sinh sản 3 lứa. Đây nó đang nuôi con này. Con đã được 2 tháng chuẩn bị tách bầy này. Mình sẽ chuyển nhượng em này luôn, đổi giống vì đã đẻ 3 lứa rồi, mình muốn đổi ra một con giống mới. Hàng vẫn rất là chất lượng nhá, nuôi con tốt, thần kinh cực tốt luôn. Xoáy kiếm, đuôi cân ngay chính giữa. Đấy, về cho anh em chơi bạch hổ đúc giống nha, đúc thêm được 5-7 lứa nữa. Vì trại mình là luôn luôn có cái vấn đề là phải đổi con giống liên tục để cung cấp ra thị trường để cho anh em nó không có bị thống nhất với nhau. Cho nên là bắt buộc phải chuyển nhượng anh em nhé. Nếu anh em cảm thấy ưng bạch hổ thì liên hệ với mình theo số điện thoại mình để bên dưới. Em này thì cũng bình dân thôi chứ không cao lắm đâu anh em ạ. Cũng đẻ 3 lứa rồi. Chó không giấy anh em nhé. Quan trọng là anh em yêu thích màu bạch hổ thôi. Em này rất là tốt, săn bắt cực kỳ tuyệt vời luôn. Anh em xem này, hàng rào như thế này mà nó leo ra nó bắt chuột được này. Hàng rào này cao 1m50 này. Mà nó bay qua này. Đấy. Rất là tốt, điềm tĩnh. Con nhà tuyệt vời luôn. Lưới đốm nhiều anh em nhé. Xoáy kiếm này. Chất lông hai lớp rất là đẹp. Vện bạch hổ anh em nhé. Vện bạch hổ chứ không có vện kem nha. Đây, con của nó này. Con nó 2 tháng rồi, mình vừa chích 2 mũi xong. 6 con mà khách bắt mất 3 con rồi, còn lại 3 con đây. Đang ba con lên tay, chưa lên tay hết nên mình đang hỗ trợ cho nó lên nhanh để mà về nhà mới luôn này. Khách đã đặt cọc hết rồi anh em ạ. Đây. Để ra con ra cặp mắt rất là đẹp. Em vàng này mình rất là kết luôn này. Đấy. Một tay nó đang hơi yếu nên mình hỗ trợ cho nó lên nhanh.